cái tuổi âm lịch của em là tuổi Dần. Em cũng rất là mặc cảm là cái đường tình duyên của em không có quen nhiều. Em bị ám ảnh cái câu chuyện tuổi thơ là phụ nữ tuổi Dần á, đa đon các kiểu, thì em rất là mặc cảm. Em nói chồng em là em tuổi Dần, tại em đâu có thích ảnh. Em nhìn chứng minh nhân dân cái em muốn xỉu luôn. Hay nhỏ hơn một chị quá. Dạ, nhỏ hơn đến 5 tuổi, em sốc quá. Mà mẹ em lại không có chấp nhận. Mà đám cưới em xong cái em kêu nhẹ, bà xã cho anh mượn lại bộ vòng vàng. Em lúc đó em bán ra để em khởi nghiệp lại một lần nữa. Giờ em không bao giờ mà từ chối hết. Thì cái đó là một cái điều mà em trân quý rất đến tận bây giờ. Thời điểm đó là coi như là em cầm từng sản phẩm em đi chào những tiệm nail. Lúc đó bán được chỉ một vài hộp thôi, tại sản phẩm còn mới quá. Thì bán được vài hộp giống như được 20-30 đô. Rồi lấy tiền đó đổ xăng rồi ăn mua cái bánh mì ăn. Thì em nói lúc đó hai vợ chồng lái xe nhìn lên ngồi công viên, nhìn lên mấy tòa nhà cao không biết chừng nào mình mới thoát khổ được nữa. Sống hôm nay không biết ngày mai sao. Xin chào hai vợ chồng. Trời đất ơi, sao nhìn cái gương mặt của cái tạng người sao nó cũng hao hao như tôi vậy ta. Đó. Ý là nhận anh em nữa hả? Không, anh bóng hơn em. Không, anh bóng hơn em. Phải qua mới cạo. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ. Em xin kính chào cô Hồng Vân, kính chào anh Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Trần Hoàng Diễm Trâm. Hiện tại thì em là 36 tuổi. 36 tuổi. Quá trẻ. Vợ chồng em đang sinh sống tại Mỹ. Vợ chồng của em hiện tại đang kinh doanh về chuỗi supply, The Last Supply. Dạ. Hôm nay là có một cái cơ duyên đặc biệt. Thì vợ chồng em tình cờ về quê ăn Tết cùng với gia đình. Và cũng rất là mong muốn được tham gia chương trình. Thì cũng có một cái duyên nên em rất là vui được gặp chị Hồng Vân và anh Quốc Thận, cũng như tham gia chương trình Vợ Chồng Son lần này. Quá ý nghĩa. Có ông xã giới thiệu cho mình đi. Em xin phép em tự giới thiệu. Em xin đầu tiên em xin chào cô Hồng Vân với lại chú Quốc Thuận. Em tên là Phụng Trần. Thì em cũng giống như hồi nãy bà xã có giới thiệu em, tụi em ở sinh sống tại Mỹ. Và tụi em có kinh doanh, có hệ thống chuỗi, có như là chuỗi cung cấp bán lông mi. Em thì là 31. Nói chung là cách nhau 5 tuổi. Thì nói chung bây giờ nó cũng không có gì, nó cũng open mọi thứ, cũng open thoải mái rồi. Dạ. Bình thường. Và hai vợ chồng nhìn có như là trẻ đều như nhau. Dạ. Bây giờ hai vợ chồng quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, hai vợ chồng em thì quen nhau qua Zalo. Lúc đó tụi em vẫn ở Việt Nam hết, chứ không có ở Mỹ. Thì ông xã em vẫn ở Việt Nam. Thì tụi em gặp gỡ qua cái Zalo kết nối bạn bè. Thì em cũng đang ế, thấy ông nào vô chat nói chuyện cũng có duyên. Thôi thì quen chơi chơi vậy đó. Lúc đó thì em cũng còn năm nữa em đi Mỹ. Thì cũng tính quen chơi thôi. Mà khi mà gặp nhau ở ngoài vậy thì có hai người có phải là gu của nhau không? Cái ngày đầu tiên tụi em hẹn hò nhau sau một tháng nói chuyện. Hẹn ra gặp thì cũng dặn là chúng ta phải mặc màu trắng, tông xịt tông các kiểu. Rồi cũng hẹn nhau ở nhà hàng Tây. Nhưng mà gặp nhau, em nhìn thấy ấn tượng đầu tiên về ông xã em là ảnh không phải gu em, mà ảnh baby kiểu cute, trẻ dễ thương. Mà là gì? Gu em là kiểu cao to đen hôi. Rồi sao nè, bị hụt hẫng không? Dạ không, nhưng mà thấy cũng dễ thương, cũng kiểu đẹp trai, cũng sao xuyến nhẹ chút. Rồi xíu. Rồi tới Phụng thì sao? Khi mà nhìn cô ấy ngoài đời, có phải gu của mình không? Có. Thật ra lúc mà chat ở Zalo á là toàn là thấy hình không à, mà thấy chụp cái nửa người à, mà đâu có thấy hết nguyên người. Cái mà chat cũng hết một tháng rồi, coi như là để thấm dần, cũng có chiến lược. Thật ra em có chiến lược để thấm dần đã, từ trong lúc chat em có hỏi tuổi. Em đang kiếm một cái tuổi đó chat để coi như để ngắm dần. Cái khi mà ra thì hơi bất ngờ chút xíu là lùn quá. nhưng mà thật ra rất là dễ thương. Trâm là gu của em và rất là hoạt bát, có khiếu về kinh doanh. Em thật sự cái tuổi âm lịch của em là tuổi Dần. Em cũng rất là mặc cảm là cái đường tình duyên của em không có quen nhiều. Em bị ám ảnh cái câu chuyện tuổi thơ là phụ nữ tuổi Dần á, đa đon các kiểu. Thì em rất là mặc cảm, em nói chồng em là em tuổi Dần, tại em đâu có thích ảnh. Em nói là em nói tuổi thiệt. Còn người nào mà em thích em lại nói là em tuổi mèo. Không ngờ cái tuổi đó là hợp với ổng. Dạ, mà ông này ổng đang tìm, trời ơi, anh lại thích tuổi Dần. Ổng đang tìm tuổi Dần hả? Dạ, ổng sợ tuổi Dần, ổng còn mê nữa. Lúc bắt đầu hẹn hò ngày đầu tiên thì em rất là ấn tượng là chồng em rất là nghiêm túc. Thì ảnh mới đưa ra một cái chứng minh nhân dân. Các em nhìn chứng minh nhân dân các em muốn xỉu luôn. Hay nhỏ hơn một chị quá. Dạ, nhỏ hơn đến 5 tuổi, em sốc quá. Mà mẹ em lại không có chấp nhận là lúc nào mẹ em cũng dặn em, chị em là lấy chồng là phải lấy lớn hơn 3-4 tuổi gì đó mới lo được cho mình. Nên lúc em gặp chồng em xong em sượng quá. Em nói là thôi đi về. Là cái chập sau á, đi uống cà phê là anh mới đưa ra cái chứng minh nhân dân. Thì ảnh rất là đàng hoàng đưa chứng minh nhân dân ra, ảnh không có nói xạo với mình. Nhưng mà ảnh thú nhận về sau, từ lúc đầu ảnh nói là ảnh bằng tuổi với con. Thì sau đó em mới nói là chết rồi, hình như không ổn rồi. Thôi thì em với anh gặp nhau đến đây thôi. Thôi giờ em đi về, chứ em bị sượng quá. Nhưng mà lúc đó thì Phụng phản ứng như thế nào?
khi mà thấy mà cô ấy định bỏ của chạy lấy người? Lúc đó em thì không sao, tại vì em cũng lường trước được cái trường hợp đó. Nếu không được thì mình về mình từ từ mình lại tiếp tục mình trò chuyện sau để mình thuyết phục. Nhưng mà lý do gì mà em sau đó là em chốt hạ luôn? Thật ra lúc đó bà xã em là đi làm lương cao hơn em rất là nhiều. Em coi như lúc đó không, coi như là không có gì hết, mà chỉ có là có tinh thần lập nghiệp, không ngại lần này tới lần khác thôi. Thì nhưng mà được bà xã cái ủng hộ, thật sự rất là hiếm người để mà cùng đồng hành với mình như vậy. Thì em quý cái tình cảm đó. Sau đó thì tụi em hẹn hò. Thì cứ mỗi lần cái ngày mà mình hẹn hò thì ảnh hẹn hò xong á, thì cứ 9-10 giờ là ảnh lại về nhà để làm công việc, rồi lên xưởng của ảnh để làm công việc. Cái ảnh dẫn em đến xưởng của ảnh luôn. Thì tự nhiên cái em nhìn ảnh, em nhớ là cái lời cầu nguyện của em trong cái thâm tâm mình á, là em hay mong là cho con gặp một cái người mà người đàn ông có ý chí, người mà cùng chí hướng với con và có ý chí làm ăn. Cái lúc em gặp chồng em thì em cảm thấy là ông này ngoài cái việc hành chính ra, ảnh làm cái công việc marketing ra thì ảnh là rất là chịu khó. Thay vì người ta giờ đó xong rồi, ta nghỉ ngơi chơi với bạn bè thì ảnh là vẫn có công việc để anh làm, anh không có nghỉ ngơi. Cái em nhìn qua em nói hình như chắc ông này là cái người mà mình đang gặp đây. Cái bị đổ lúc nào không hay. Mà ảnh làm gì thêm? Lúc đó chồng em thì khởi nghiệp làm thuê đất để làm một cái trang trại nấm rơm. Dạ. Em thì làm bên ngành truyền thông. Thì lúc đó em cũng thấy được cái kiểu có ý chí nên cũng cảm mến. Từ lúc mà gặp ở ngoài rồi một tháng sau đó, tại lúc đó bà mẹ em cũng đi rồi. Ở nhà còn có hai anh em mà em dụ bà này dọn ra ở riêng, coi như cũng sống chung cũng đâu cũng 9 tháng sau em sống đi. Mướn nhà lúc đầu là bà xã em ở chung với bạn. Em ở chung với bạn. Lúc mà quen ảnh thì ảnh mới nói là thôi ở đây cũng chật quá thì nọ, anh kêu là thôi dọn ra riêng, rồi cái xong em mới dọn ra riêng. Thì cái em nói ủa sao mình đuổi ông này về mà không về phụ mình xong rồi mà ông cứ tìm kiếm nó sao cho anh ở lại bữa nay cho anh ở lại. Đó là xong thì hai đứa cũng quen nhau. Dạ, quen nhau cũng nghiêm túc. Ở bên nhau được 9 tháng hả? Dạ đúng rồi. Rồi là em đi. Dạ. Như vậy là tiếp tục yêu xa. Dạ, dạ đúng rồi. Tụi em cũng gian nan trong cái câu chuyện lúc đầu. Thì thật sự nếu mà lúc đó giống như kiểu mà anh nói với em là cuối năm nay chắc có thể anh đi Mỹ, là thật sự là em cũng nghe hết hồn. Mà bắt đầu mình yêu đậm rồi. Sự em cũng hơi lo về cái mối quan hệ chút xíu thôi. Nhưng mà anh hỏi là có muốn cưới hay là cái gì để làm tin hay không thì bản thân em lại không chấp nhận. Ủa tại sao? Tại vì tụi em mới quen nhau có thời gian năm mà. Rồi mình cũng chưa có cái gì của nhau để mình phải ràng buộc với nhau quá. Thì em sợ mất công là ảnh đi rồi ảnh không có về cưới mình á, mất công mình cũng bị mang tiếng. Em bỏ mình ở lại nữa. Dạ em cũng không thích. Tụi em yêu xa bao lâu? Tổng cộng là 3 năm. 3 năm tụi em mới chính thức là đoàn tụ. Đoàn tụ. Rồi lúc đó Trâm ở nhà ở đây thì làm cái gì? Lúc chưa cưới á thì em vẫn là làm ở công ty truyền thông bình thường. Nhưng mà em may mắn là em là cái người đi qua Mỹ để thăm được ảnh. Em tự làm giấy tờ. Thì lúc qua thăm thì ảnh cũng mừng lắm, gia đình ảnh cũng mừng lắm. Nhưng mà ai cũng ngạc nhiên là sao mà single và có thể lại qua được Mỹ đó. Thì em nghĩ là cho một phần là mình cũng quyết tâm để mình qua mình tìm hiểu bạn đời mình. Với lại em cũng nghĩ là khoảng cách cần có sự chăm sóc chút xíu. Thì anh Phụng được cái là lúc nào đúng giờ là tụi em cũng FaceTime nói chuyện với nhau hết. Rồi cỡ 6 tháng là em qua thăm ảnh một lần. Thì cuối năm là anh đã về anh cưới em rồi. Như vậy là có nghĩa là Phụng qua bên đó là bắt đầu em mới khởi nghiệp làm cái lông mi. Dạ, làm liền đó không hay là làm không, cái khác? Bà xã làm kinh doanh ở đây là về tóc giả, từ tóc thiệt trước. Sau đó là em đi qua bển, em cũng mất hết 2 năm 3 năm để em tìm một cái định hướng cho em, vừa học tiếng Anh vừa đi làm đủ thứ nghề hết. Rồi nhiều khi thời gian đầu em đâu có xe em đạp lọc cặp cái xe đạp á đi làm hả? Xong rồi em cầm cái điện thoại tới giờ rồi em cầm điện thoại em phải tham vô giờ đạp vậy thế. Trời thì lạnh ở Cali nữa. Dạ. Lúc lần đầu mà nhìn thấy chồng mình phải tham mà vừa đạp xe mà vừa cầm cái điện thoại như vậy có xúc động không? Dạ thương. Nói chung là khi mà xa nhau á thì nếu mà không có cái sự chăm sóc cho nhau á thì em nhớ rất là nhiều, mà gọi qua thấy chồng mình rất là cực. Tại vì anh phải đi xe đạp, đi học tiếng Anh. Với chồng em là hoàn toàn anh không có tiếng Anh gì hết. Em thì cũng đã có background rồi nhưng mà chồng em thì không. Nhưng mà ảnh rất là chịu khó, cái kiểu là học hết tất everything. Thì lúc đó thì quay lại câu chuyện là em là nghĩ là phải có cái nghề gì đó để mình chuẩn bị để trước khi mình đi Mỹ. Thì em mới nghĩ cái công ty mình đang làm lương rất là ổn định thì mình mới đi ra mình khởi nghiệp. Thì em khởi nghiệp trước thì nếu mà có gì thì lấy cái nghề này mình buôn bán thử coi có được hay không. Thì em cũng may mắn là cái lúc mà em khởi nghiệp xong qua thăm chồng thì em vẫn làm online buôn bán đó được. Đến cái lúc cưới là chắc là kinh tế các em đã ổn rồi đúng không? Nhất là Phụng. Dạ không, tại vì em mới qua được có một năm thôi thì em cũng làm năm này năm kia. Em gom tiền về cũng đủ tiền để lo một cái tổ chức một cái đám cưới cho nó đàng hoàng. Mà đám cưới em xong cái em kêu nhẹ bà xã cho anh mượn lại bộ vòng vàng. Em lúc đó em bán ra để em khởi nghiệp lại một lần nữa. Giờ em không bao giờ mà từ chối hết.
Thì cái đó là một cái điều mà em trân quý rất đến tận bây giờ. Khi mà em lập nghiệp xong em qua bển, nó cũng gian truân lắm, em cũng lập nghiệp ít nhất là phải 4 lần rồi và cũng trắng tay hết 4 lần. Mà từ lúc lập nghiệp tới bây giờ là vợ em luôn đồng hành với em, cùng dìu nhau đi qua những cái khó khăn hết. Đến lúc mà vợ qua bên Mỹ để đoàn tụ với em, là lúc đó là em đã, cái cơ sở của em nó đã ok chưa? Hay là qua bên đó hai vợ chồng mới bắt đầu khởi nghiệp cùng nhau? Nếu mà thật sự mà nói để bùng nổ luôn á, là khi mà vợ anh em qua thì mới gọi là hợp sức cùng nhau làm, mới bùng nổ lên. Rồi cái giai đoạn mà hai bạn lập nghiệp trên đất Mỹ á, thì cái giai đoạn đầu có rất là nhiều những khó khăn gì? Và có bị ảnh hưởng gì nhiều đến cái tâm lý, vẫn như là có bị stress rồi không? Tụi em lúc đó là khởi nghiệp thì từ tay trắng nên cái áp lực về đồng vốn nó rất là cao. Lúc đầu thì cũng có rất là nhiều khó khăn, là do mình cũng mới vào nghề nên mình chưa có ra đúng cái thị hiếu, cứ xoay vòng vòng và tiền nó cứ đi như là nước chảy lắm, nước chảy vậy đó. Thì sau đó thì tụi em vẫn phải chắc chiêu từng đồng, rồi em phải đi làm một cái công việc ổn định để chồng mình thì đi buôn bán. Thì giống như mình làm công việc ổn định để đủ trả tiền thuê nhà, tiền bảo hiểm, tại Mỹ rất là nhiều tiền. Còn ông xã em sẽ nắm cái chân ngoài, ảnh sẽ cố gắng đi bán để gây những cái sự nghiệp. Thời điểm đó là coi như là em cầm từng sản phẩm em đi chào những tiệm nail, lúc đó bán được chỉ một vài hộp thôi, tại sản phẩm còn mới quá, thì bán được vài hộp giống như được 20-30 đô, rồi lấy tiền đó đổ xăng rồi ăn, mua cái bánh mì ăn. Thì em nói lúc đó hai vợ chồng lái xe nhìn lên ngồi công viên, nhìn lên mấy tòa nhà cao, không biết chừng nào mình mới thoát khổ được nữa. Sống hôm nay không biết ngày mai sao. Nhưng mà em tin là những gì mà mình cố gắng á, thì ông trời không phụ lòng, chỉ cần cố gắng sẽ thành công. Đó là tụi em cái thời điểm đó là chắc ông đang thử thách á. Ai vợ chồng qua bên đó là có con liền không? Dạ chưa, có nghĩa là rất là mong mà lo làm việc dữ lắm. Hai đứa đều có một cái sở thích chung là mê làm việc nên không có con. Em đám cưới gần như 5 năm không có kiên cử gì hết, nhưng mà vẫn chưa có. Vẫn không có con. Tới giờ thì sao? Tới lúc mùa dịch mới có. Ông bà bị stress quá, công việc có lo kiếm tiền nó stress quá. Không có. Không có. Dạ cái mùa dịch là không có làm gì, cứ đi ra đi vô vô kiều. Kiều đó, kiều. Hay quá. Cũng sắp đặt hết á. Đúng không? Ông vợ cũng sắp đặt cái lúc đó mà tụi em tưởng tượng lúc đó hai đứa dính đứa nhỏ là chắc không làm nổi cái gì. Nhà ở bên Mỹ có đứa con khủng khiếp lắm á em. Tụi em áp lực lắm. Lúc đầu mà bà xã em mới vừa qua mà đòi có con, nhiều khi em cự nữa. Em bị rất là áp lực. Đâu có người sẵn mà giống như ở Việt Nam mà mình thuê người ta để người ta chăm đâu. Giờ là hai vợ chồng là mấy đứa? Dạ tụi em được một bé gái được gần 3 tuổi. Mới đây thôi à? Thì mùa dịch mới dính đó. 2021. Hiện tại thì các em đã có được bao nhiêu cửa hàng ở tại Mỹ? Dạ hiện tại thì tụi em có được 18 cửa hàng ở tại Mỹ. Quá chúc mừng. Rồi giờ tới vụ kia đi. Dạ tới vụ cái phần hấp dẫn nhất á. Phần lật mặt á. Ở khui lật xấu mặt. Đó phụng trước đi. Bà xã có cái gì mà làm cho em chưa hài lòng không? Thật ra phụ nữ mà ai không có tính cầm ràm. Theo em nói thì là vậy. Nhưng mà thật ra nó, nếu mà nói cái chung á, nếu mà nói xấu thì không có gì xấu hết. Có ghen dữ không? Không bao giờ ghen. Rất là tin tưởng em. Rất là tin tưởng. Đi đâu cũng không hỏi gì hết. Cầm ràm rồi thêm gì nè? Cầm ràm với lại nhiều khi đói á sẽ hơi vạo xíu, hơi xấu tính. Xấu tính đói. Giống đi nè, anh Vinh xấu tính đói. Đâu diễn tả coi cái nét mà mỗi lần mà đói bụng lên mà ăn chưa kịp cái gì như nào. Chưa kịp dắt vợ đi ăn á. Không, bà xã hỏi, giờ anh có ăn không? Không ăn, tôi đi ăn. Chứ giờ đói lắm rồi, mệt lắm rồi. Đúng rồi. Nhưng mà có xài tiền dữ không? Dạ không. Đi shopping cả mà sao không xài tiền? Đi shopping một lần là nhiều không? Dạ không có kêu em nói, thậm chí em nói thôi đi shopping mua gì mua đi, nhưng mà không giờ mua không. Em không thích cái túi, em không nhu cầu sắm này nọ. Trời, cưng quá vậy. Đồng hồ cũng xài, túi cũng không xài. Tiền em làm xong chuyển vô thì kỹ, tại phụ nữ họ kỹ cái đầu vào vô. Nhưng mà xong rồi họ để đó, không có không xài. Giờ em cũng bây giờ xài cái khoản những khoản đó nữa thôi. Bây giờ nhưng mà đó có là... cần thì cứ tái đầu tư lại tiếp tục thôi. Đó là cái những cái tính đẹp rồi. Dạ, cái đó vì mà cái phần đó mong không muốn cần đi ở đây đó, bây giờ nói, mong muốn bây giờ nếu như chăm thay đổi điều gì nữa mong muốn thật sự là cái chăm chút bản thân hơn. Dành thời gian chăm chút bản thân hơn. Em sẵn sàng mình có thể lợi ích hơn chút xíu, nhưng mà mình bớt cái công việc lại, mình có thể giao cho người khác để mình dành cái thời gian chăm sóc bản thân và gia đình nhiều hơn. Giờ tới Trâm đó, những điều ở Phụng mà Trâm chưa vừa lòng. Chồng em thì bị cái tính này chắc cũng nói hoài là ảnh bị nóng tính á. Với lại lo làm việc quá. Nhiều khi là em cũng có cái phần là mê làm việc, nhưng mà chồng em rất là đam mê làm việc. Mê làm việc không mê vợ nữa.
Vậy mà đòi người ta là bớt làm việc đi là em bớt làm việc rồi em chơi với ai chị? Tại vì ổng, nếu mà ổng không bớt nữa thì mình không lẽ mình chơi với búp bê. Dạ đúng rồi, em nói ủa anh kêu em bớt làm việc vậy em chơi với ai? Thì em cũng muốn ông xã em thật ra cũng là sắp xếp công việc khoa học lại để ảnh có thời gian ảnh nghỉ ngơi. Tại vì khi mình thoải mái cái tinh thần thì mình sẽ nhìn và giải quyết sự việc nó nhanh hơn nữa. Dạ. Với lại là bây giờ cái tuổi này là tụi em phải đến lúc mà vừa làm vừa hưởng rồi. Dạ. Chứ mai mốt mình lớn nữa đó, nhiều khi có những cái mình có tiền đó mình cũng hưởng được đúng luôn á. Dạ. Dạ. Đúng không? Dạ. Thế tụi em về đợt này là có đi chơi được nhiều không hay là chỉ có ở Sài Gòn thôi? Dạ, tụi em hay cũng về thăm quê ngoại. Quê ngoại với lại tụi em đi được chuyến Đà Nẵng, Hội An. Yeah. Cảnh Việt Nam mình giờ rất đẹp. Canh thủ đi enjoy nha. Yeah. Anh chúc cho hai vợ chồng Trâm với Phụng nha, công việc sẽ phát triển hơn nữa. Và chúc cho hai vợ chồng luôn yêu quý nhau, trân trọng những cái gì mà cái thời gian qua khó khăn mà chúng ta đã vượt qua để có được những cái thành tựu như ngày hôm nay. Rồi chúc cho hai vợ chồng năm nay sẽ có tin vui. Và cuối năm nay sẽ chào đón một con rồng quý tử xuất hiện trong gia đình của Phụng và Trâm. Cảm ơn chị nhiều. Nhìn bạn tôi thấy bạn hao hao, có nét giống một bình luận viên bóng đá. Dạ không ạ, thực ra thì em đẹp trai hơn. Bạn rất là tự tin. Dạ, em là Sơn, em 31 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Thế còn em? Em là Phương Bích, em 26 tuổi, em quê ở Hưng Yên ạ. Em cũng là nhân viên văn phòng ạ. Sơn với Bích là gặp nhau và quen nhau ở đâu? Quen nhau thì ở Hà Nội. Em là bầu sô của một cái team đế chế ở ngoài Bắc. Team đế chế là trong game đúng không? Dạ đúng rồi. Em có chăm lo cho mấy bạn game thủ thì cũng hay ra Hà Nội. Bạn có một cái bài viết thì có thấy Facebook của bạn này, bạn ấy vào bạn ấy comment. Em thì bị bệnh thích gái xinh. Thế là em phải ép và em làm quen và nói chuyện với fan hâm mộ. Thực ra thì cái ép Facebook làm quen nói chuyện với anh Sơn thì là người yêu cũ của em chứ không phải là em. Người yêu cũ của em với anh Sơn thì cũng có nói chuyện chat Facebook bằng cái Facebook của em. Sau đó là em với cả anh Sơn là người nói chuyện. Thì sau bọn em cũng nói chuyện khoảng được gần một năm, là trong cái một năm đó thì anh ấy cũng thường xuyên ra Hà Nội thì cũng hẹn hò rồi gặp em mấy lần nhưng mà em chảnh nên em không gặp. Thì cũng có một lần nữa là thấy rủ dê nhiều quá nên là em rủ bạn em đi gặp anh ấy. Buổi đầu tiên gặp nhau thì em đi với bạn thì em cũng chẳng ấn tượng thì anh mấy đâu. Thực ra thì thấy anh cũng vui tính thôi chứ cũng hơi ít tóc, với cả đầu thì hơi hói, thì cũng thấy vui vẻ, nói chuyện rất là vui vẻ. Thì buổi đầu tiên gặp nhau thì như thế, rồi bọn em có gặp thêm vài lần nữa. Đến lần thứ mấy thì bắt đầu mới có ấn tượng với anh? Chắc phải đến 3-4 lần ạ. Mà bạn này thì gặp bạn này ấn tượng liền không? Em ấn tượng nhất là lúc mà em mời đi ăn sushi ấy, thì bạn là sinh viên, bạn không biết sushi là cái gì. Nhưng mà đến khi đi ăn sushi thì bạn kêu rau, còn rau thì đắt hơn sushi. Thì là anh cứ kêu chê em nói đúng là nhà quê. Sau đó thì buổi tối bọn em có gặp nhau thêm ở cái quán trà đá. Tối nói chuyện thì cũng thấy có ấn tượng hơn, với cả có một chút tình cảm gì đó với anh ấy nữa. Ở Sơn hồi nãy Sơn giới thiệu là Sơn là ở đâu? Dạ, em sinh ra ở Hải Phòng. Hải Phòng. Nhưng mà 17 tuổi thì em vào trong Sài Gòn. Dạ. Vậy thì cái quá trình mà hai người yêu nhau chắc có lẽ là có khó khăn gì là bởi vì xa nhau? Xa nhau. Em thì cũng hay ra Hà Nội chơi. Nhưng mà xa thì vẫn là xa. Có nhiều cái vấn đề lắm, nhưng mà có lẽ là em thì không nhiều lắm, tại vì em cũng khá là bận với công việc. Cái đội game của em cũng phải chăm lo nữa, bên cạnh chăm lo bạn gái. Trong cái khoảng thời gian yêu xa thì cứ một tháng cũng lại tranh thủ ra chơi game rồi gặp bạn gái, thăm bạn gái một lần. Khoảng được 4-5 tháng thì em tốt nghiệp. Em quyết định vào Sài Gòn làm việc thì anh có về nhà em xin phép bố mẹ em. Sau khi mà bố mẹ đồng ý cho em vào Sài Gòn làm việc thì em ở nhà anh ấy. Hai đứa bắt đầu kiểu như là sống thử. Vâng, đấy thì cũng có bắt đầu em biết thêm một số những thông tin về anh ấy. Rất là bừa bộn rồi ham mê game quá. Mà trước khi yêu thì anh giới thiệu anh ở một mình. Đây là cái gì anh cũng biết. Em đến nhà cũng 2-3 lần thì thấy nhà cửa đó rất là sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Thế xong khi vào mà hai đứa ở với nhau thì anh ấy bắt đầu quần áo bừa bãi, rồi là điện tử thì chơi từ sáng đến tối cũng được. Nhưng mà tại vì hồi trước em nói là em biết chứ không phải bảo em làm, nó khác nhau. Tại vì vợ em thì tự suy diễn rằng là làm luôn. Cái này là cái sai là của vợ em chứ không phải tại em. nhưng mà cái quyết định mà em về nhà của bạn này ở dạ, thì em có đắn đo không, hoặc là em có phải hỏi ý kiến mẹ không? Lúc đầu cũng đắn đo lắm, xong mà cũng bảo là thôi hay là ở chờ cưới xong rồi vào. Nhưng mà em thì em vẫn muốn là vào trước để kiểu như là thử xem cái hai đứa có hợp với nhau, thật sự là có đi đến có được với nhau không. Dạ vâng, lâu dài không ạ? Nhưng mà bên gia đình em thì nghĩ thế nào về cái quyết định đó? Là nhà em thì sợ em ế. Là bất kỳ đối tượng nào mà vào được đến nhà em là gia đình em rất là hạnh phúc rồi. Đúng rồi. Thực ra không phải em ở một mình mà thỉnh thoảng là mẹ em vẫn qua nhà chơi. Nhưng mà từ khi mà có bạn gái em vào là mẹ em đi luôn.
Mừng quá vì có người vô nó qua. Dạ. Thì để hai đứa nó tự lo cho nhau xem nó thế nào. Lúc mà các em sống thử á. Dạ. Lúc em vui không? Dạ cũng vui ạ. Anh ấy là vẫn giống như là lúc mình đang yêu không? Dạ anh có cũng như là đang yêu cũng quan tâm rồi vào đây anh đưa em đi chơi rất là nhiều thứ. Nhưng mà bọn em cũng xảy ra rất là nhiều mâu thuẫn ở trong cái quá trình mà ở với nhau. Cái căng thẳng nhất mà hai đứa bọn em đó là trong một cái lần mẹ chồng em bây giờ có về nhà ăn cơm thì bà thì rất hay tiết kiệm nên là hay ăn cơm nguội. Tụi anh ấy nói rất là nhiều lần rồi nhưng mẹ cứ ăn cơm nguội thôi. Xong mà bữa một căng thẳng quá, trong một bữa ăn thì anh ấy nói mẹ không nghe, anh cầm cái bát cơm anh ném ra ngoài rồi mẹ khóc. Xong mẹ nói là anh hư như này kia. Thế là em rất là thương bà, em cũng khóc theo bà. Xong em mới bực quá, em mới đi vào phòng em đóng sầm cửa lại, em không nói năng gì cả. Và trong cái lúc đó thì em nghĩ rằng anh ấy thật là thô lỗ, rồi anh ấy hành động như thế là không tôn trọng mẹ, rồi những cái chuyện xảy ra mâu thuẫn hai đứa là anh ấy chơi game bừa bãi linh tinh. Rồi em quyết định cấp bọn ba lô hành lý hết và em định mai em sẽ về ra Hà Nội. Xong rồi sáng hôm sau thì em cũng nguôi giận rồi thì em lại đi làm bình thường. Nhưng mà không ngờ anh ấy đi vào phòng em, anh ấy thấy ba lô của em rồi anh ấy lại alo gọi điện về mách phụ huynh bố mẹ em ở quê. Thực tế là em có hơi hư với mẹ em, nhưng mà cái chuyện đấy là chuyện của em với mẹ em. Tự nhiên lúc đấy bạn gái em tự nhiên lại giận dỗi mà rất là căng thẳng, xin lỗi đã không nghe rồi lại còn sáng hôm sau bước vào phòng, tại vì bọn em vẫn ở hai phòng khác nhau, thì thấy là đồ là dọn xong hết rồi thì em cảm thấy rằng là thực ra là nó không bền vững gì cả. Làm gì mà một cái chuyện bé xíu xíu mà giận dỗi đến mức mà đi về quê luôn. Nên là em mới điện về quê em nói chuyện với bố của vợ em bây giờ. Thì bố bạn ấy có gọi cho bạn ấy. Vâng, là... nội dung là cháu không chịu được con của bác nữa hay là... Hay giận dỗi rồi, thôi bích thích thì bích về, cháu không giữ bích nữa hay kia. Thì bố em cũng gọi cho em, hai đứa có chuyện gì mà sao thấy thằng Sơn nó gọi điện nó có vẻ là bực bội rồi nó cũng khóc. Rồi vừa khóc vừa nói bảo là hai đứa không thôi, nếu mà không ở được với nhau mà căng thẳng quá thì thôi đi về với bố mẹ. Lúc mà bố em cũng rất là thương em phải vào đây mà một mình thân con gái không có ai ấy, thì bố mẹ em cũng tưởng là có chuyện to mà đến mức như thế. Thì bảo em là thôi nếu mà không có cảm thấy hai con không ở nhau thì con về đây với bố mẹ. Thì em cũng động viên lắm, thực ra bọn con cãi nhau thôi chứ hôm nay bọn con làm lành rồi. Thì em động viên bố em để bố em đỡ lo lắng, không mọi người ở quê lại lo. Sau khi nói chuyện bố em xong thì em gọi là cái cơn bực của em nó nổi lên, bởi vì có chuyện thế anh cũng đi mách bố em như vậy làm bố mẹ em lo lắng. Em đi về nhà em cứ thẳng vào phòng em xách bao em lô em kéo đi đến cổng thì anh ấy chạy ra anh ấy ôm em, anh ấy xin lỗi rồi anh thế này thế kia. Thì lúc ấy là ở em thì cũng nguyên dặn thế là hai đứa làm lành. Cái vụ đấy là cái vụ căng thẳng nhất ạ. Đó là trước hôn nhân đúng rồi ạ. Dạ. Rồi cũng y như vậy nhưng sau hôn nhân hứa hẹn là sau hôn nhân sẽ thay đổi những cái gì mà chưa hài lòng với nhau. Có thay đổi không hay dạ. Là cái mức độ nặng hơn? Mức độ nặng hơn chị ạ. Vâng, nặng hơn ở đây ví dụ như là sau hôn nhân thì em có phát hiện ra anh ấy chơi game qua tin nhắn, tất cả chỉ là các game thủ nhắn tin hứa hẹn tuần này đội nào đá với nhau, tình hình là không ổn. Thì em mới nghĩ mình phải có một cái biện pháp bắt ông ấy hàng tháng phải đưa tiền về cho vợ. Nhưng mà kiểu gì anh vẫn có quỹ đen quỹ đỏ ở đâu ra. Thỉnh thoảng em kiểm tra thì những cái tin nhắn chuyển khoản đi chỗ này chỗ kia cũng mấy triệu. Nhưng mà nói thì anh cứ bảo công việc của em thì của anh làm sao em biết được. Có khi nào mà anh bỏ tiền anh mất một số tiền lớn có, cho game không? Có cái gọi là những cái giải đấu game ý, anh ấy phải đến mất đến mấy chục triệu một lần. Trời. Thì em rất là mà là bực tiền là để làm gì? Anh ấy chơi game, anh là ông bầu mà. Ông bầu thì anh muốn giữ một cái vị trí nào đó ở trong game. Nên là anh ấy bỏ tiền ra để anh ấy kiểu như sống ảo quá. Ủa bầu mà bỏ tiền ra là sao anh? Dạ anh cứ tưởng tượng em như Đoàn Nguyên Đức ý. À bỏ tiền ra cho thi đấu đúng không? Dạ đúng rồi. Thì thi đấu thì thực ra thì các cái đội chơi thi đấu nhau thắng thì có thưởng. Chỉ mà thường là... thì thưởng cho game thủ, không ai thưởng cho ông bầu. Dạ thì đúng rồi. Thì em... là ông bầu phải làm nhà tài trợ đó. Đấy. Là bỏ tiền ra là coi như là tài mất trợ. Tiền luôn đúng cho rồi. Tài trợ cho vâng, đúng rồi ạ. Đó thì em cũng rất là buồn cái việc đấy. Có bao giờ mà anh ấy mê mẩn tới cái mức mà anh quên luôn cái trách nhiệm làm chồng với em không? Nghĩa là mê game quá rồi quên luôn cái công việc mỗi đêm. Hả? Đó. Mất cười. Nói chung là cũng không được cái mức. Anh có bạn chơi game biết nè, thường xuyên có nghĩa là ghi đầu vào game mà đôi khi là chơi tới 1-2-3 giờ sáng là quên nhiệm vụ là chuyện bình thường. Anh nói đúng rồi ạ. Em thì sau sinh thì em có bị trầm cảm sau sinh, một vấn đề là cũng do anh ấy là chuyển sang giai đoạn chê vợ. Trời ơi béo ụt ịt thế này rồi là trông em nhìn nhìn như heo bụng gì mà bụng toan dặn ra đi. Rồi là ôi ơi bao giờ mình mới lấy được Hồ Hồng Hải với Tăng Sinh Hà thế này thế kia. Chê vợ rồi là tối sao lại ngủ riêng, bởi vì anh ấy cứ đổi cho tính chất công việc. Anh thì khách hàng là người nước ngoài, nó là múi giờ ấy chị, nên là tối anh hay chat đêm. Thì hôm nay em giận quá em vào phòng em khóc, em nhắn tin là thôi anh cảm thấy mà anh có những cái đam mê mà hơn cả vợ con thì thôi từ nay anh cứ sống cái cuộc sống tự do của anh muốn, chúng ta cảm thấy không hợp nhau nữa thì thôi bây giờ tạm thời ly thân, mai mốt không ở được với nhau thì ly hôn sau. Trời ơi giận để chỉ mong anh nhắn tin lại là ô anh xin lỗi mày kia giải thích từ luôn không hồi âm gì hết. Tại vợ em thì rất là dễ giận nhưng mà rất là dễ để hết giận. Thì tối hôm đấy thực ra thì em buồn ngủ quá, thì lúc mà đêm em thức dậy thì em thấy có tin nhắn, nhưng em nghĩ ơi
giận mài hết giận mà kệ. Thế là sáng hôm sau thấy vẫn không hết giận, mặt nhìn hầm hầm hầm. Nhưng mà lúc đó là Sơn ở đâu? Em ở phòng bên cạnh ạ. Rồi sao? Thấy cái cửa nó vẫn cứ rầm rầm. Mỗi lần giận là em cứ đi qua đi lại đóng cửa xong một cái. Thì em nghĩ thôi chết rồi, tình hình dạo này mình không có đụng chạm vào vợ, có khi vợ lại nghĩ mình thế này thế nọ. Em hết sức là thông cảm cho vợ. Thế là em chạy vào em năn nỉ. Nhưng mà chị hỏi thật em nè, cái cảm giác của em như thế nào khi bạn thấy vợ em quá thay đổi sau khi sinh? Em nói với vợ em ụt ịt như heo ấy, em nói là đùa thôi. Chứ còn vợ em đối với trong mắt em ấy, thật sự lúc mà có bầu ấy, vợ em đi làm em đi đón thì giống như một cái thiên thần hình quả bóng đang lăng 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 xuống bên cạnh em đấy. Em cảm thấy rất là lãng mạn. Tuyệt vời. Chẳng có ai mà mập như vợ em hết. Em thì được cái là tăng hơn 20kg lên, nó hơi béo và sau thì nó bị giãn ra nhiều quá. Nên là cứ mỗi lần là anh cứ chê em nên em rất là tự ái rồi. Cái đụng chạm vợ chồng hay là gì anh ấy cũng cảm giác như anh xa lánh, anh chê mình quá nên em cũng bị tủi thân. Em thì cũng hơi run thật. Bây giờ vợ mình nó bình thường đang nhỏ nhỏ, mập lên thì tại vì cũng chỉ ôm thôi. Còn nếu mà đụng chạm vợ chồng thì anh cứ tưởng tượng nó có một cái gì đấy nó to nhưng mà nó lại dễ vỡ đấy, mong manh lắm. Thường á có một số ông chồng họ nhìn những cái vết rạn á ở bụng họ sợ, em có sợ không? Em không sợ. Về nếu mà nói về các cái vết rạn ấy thì thực ra là em rất là áy náy vợ em, là thì vợ em phân công nhiệm vụ của em là mỗi tối massage 1 tiếng cho vợ em, nhưng mà đợt đấy em cũng hơi bận chơi game nên là thường xuyên là vào trễ, vợ em ngủ mất rồi khỏi massage. Thế là lỗi của em xin nhận lỗi. Bây giờ Bích muốn ông xã Bích thay đổi điều gì? Giúp vợ rồi có trách nhiệm với gia đình hơn. Còn Sơn? Em muốn vợ em tự lập hơn, ít giận hơn. Chị thấy nè, vợ chồng em á có một cái điều này á gọi là bổ sung cho nhau rất là hay ha. Chồng em á thì về nhan sắc á thì không sánh được với em, nhưng mà bù lại chồng em rất có duyên. Dạ. Chồng em rất là có duyên luôn. Nếu mà chị mà gặp cái người đàn ông mà kiểu như thế này á là chị sẽ có ấn tượng ngay từ giờ phút đầu á đó. Và vợ em á thì lại sở hữu một cái nhan sắc quá là xinh xắn. Chị không biết lúc mà trước khi vợ em sanh á, vợ em đẹp như thế nào thì chị không biết nha, nhưng mà ngay bây giờ á, sau khi đã làm mẹ một con mà đã hết hồn rồi thì vợ em quá là xinh, quá là đẹp luôn. Dạ. Tụi em á đó là có một cái sự bù trừ cho nhau, gọi là nói vậy thôi, đã có một quá trình gọi là mình đã thử trước rồi thì mình mới đi đến hôn nhân. Thì chị nghĩ rằng á, những cái mà nhỏ nhặt đó chỉ là những cái nhỏ thôi, nó không phải là cái lớn lắm trong cái cuộc sống vợ chồng của tụi em, đúng không? Thì cái lớn mình đã vượt qua rồi. Đã hai lần mình định là mình xách bước ra đi, nhưng mà mình đã ở lại được rồi thì sẽ không bao giờ có lần thứ ba, đúng không? Tôi thì giữ đi. Dạ, cô vợ em giữ em biết mà. Em hay quá ha, nhưng mà vợ em á là chị nói thiệt em phải giữ đó nha, chị nói thiệt. Mà nếu muốn giữ thì trước tiên là em phải thay đổi bớt cái game kia, em bỏ tài trợ đi. Thứ hai nữa là thay vì mình quan tâm game nhiều quá, mình quan tâm vợ mình một cách nồng nhiệt tâm hơn nữa, đúng không? Em cảm ơn ạ. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị. Em xin được chào anh Quốc Thuận. Em xin được chào mẹ Mai. Mẹ Mai Hường Dân. Em là Phạm Anh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện em đang làm diễn viên, đang sống tại Hà Nội ạ. Nhưng mà là sao con rung dữ vậy? Con không có việc gì con phải rung hết trơn á, con cứ y như lúc con đóng gạo nếp gạo tẻ đi con. Ủa nhưng mà cái đợt mà em đóng gạo nếp gạo tẻ là em phải bay vào trong này em đóng, đúng không? Đúng rồi. Bay về Hà Nội. Dạ. À. Lúc đó thì em còn song song em còn quay phim Cả một đời ân oán nữa, tức là lúc đó em song song quay 2 phim cùng lúc. Cả một đời ân oán luôn cái lúc đó. Rồi, cực khác, em 2 năm trời. Em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Phận ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm Diễm Quỳnh ạ. Em 21 tuổi, em quê ở Lai Châu ạ. Lai Châu. Và hiện tại thì em đang làm chuyên viên trang điểm ạ. Con cứ việc gọi cô bằng cô cho giống chồng đi, coi như gái có theo chồng đó. Con muốn gọi chú Thuận cũng được, anh Thuận cũng được, không sao cả nghe, gọi sao chú cũng nhận hết á. Quỳnh là nhiêu? 21 tuổi. 21 tuổi ạ. Bé này là 33 tuổi. Chà, lớn nhau sắp có 2 con giáp, có một con giáp thôi. Sắp có 1 con giáp rồi. Đã chính xác thì là 32 tuổi ạ. Nếu tính tuổi mụn là 33. 32. 11 tuổi ạ. Nhưng mà có 11 thôi, đúng không? Xít 1 con giáp. Thì đó sắp 1 con giáp đó. Thôi cứ nhận đại đi con, vấn đề gì. Không sao cả. Miễn sao mà coi như là hợp nhau. Không, nhưng mà Tuấn nó trẻ. Trẻ quá. Tuấn trẻ lắm. Chà, như vậy là chắc có lẽ là họ quen nhau trong đoàn phim đó chị ơi. Em đoán đó chị. Sao con nói quen trong đoàn phim? Nghĩa là Tuấn nó đi quay phim, bé này là lúc đó là chỉ mới có trợ lý make up thôi, và ổng đang ngồi make up thì thấy con bé trợ lý dễ thương quá,
Và lúc đang quay thì con bé này ra dặm mặt, dặm phấn, thấm mồ hôi. Thế là bắt gặp ánh mắt và tia lửa điện xẹt 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 và thích nhau và cua nhau và quen nhau luôn. Đúng không? Tụi con chỉ cần nói đúng hay sai thôi. Đúng không? Không đúng ạ. Đấy, em coi như em bị tước bằng. Mới được có cái bằng cầm trong tay là chưa được nóng thì là anh bị giật lợi rồi. Lấy bằng lại luôn à? Lấy lợi luôn. Lâu sau bây giờ hai đứa quen nhau, kể cho anh nghe đi. Cơ duyên nào gặp nhau? Cơ duyên hai bọn em gặp nhau thì hồi đấy là em có đi làm một chương trình event. Thì lúc đấy em cũng nhờ qua bạn bè để book bạn make up. Thì lúc đó thì vô tình là cũng book phải vợ em. Thì lúc đó thì cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều. Bởi vì là vợ em đeo khẩu trang make up. Chỉ thấy là bạn ấy rất là trẻ, rất là cao. Và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút. Thì sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim. Nhưng mà câu hỏi này, cái hôm mà bạn make up cho con á là đẹp không? Coi như là hôm đó con thấy xuất sắc không, đúng không? Đẹp make up cho Tuấn á. Đúng rồi. Make up mặt nó rất đẹp. Make up đẹp xuất sắc, tại bạn này là thuộc loại là make up theo kiểu mà ạc luôn á. Dạ. Đấy rồi. Thì là con đầu tiên là con cảm thấy con vừa là thấy là con thấy sung sướng đúng không? Đẹp này. Chưa nữa nè. Ánh mắt của bạn ánh mắt lúc mà nhìn make up vô đó thì là nhìn rất là hấp dẫn. Dạ. Nhưng mà lúc mà make up cho con thấy phê không? Khi mà cái tay bắt đầu. Lúc đấy chưa phê lắm. Nhưng mà chỉ cảm thấy là đã có một cái gì đấy mình có một chút cảm tình từ cái ánh mắt rồi. Tại vì cái lúc mà mình make up mình đưa mặt ta đó là cái người make up đó là sẽ nằm ở trên nè và hai mắt là sẽ chạm nhau, bốn mắt chạm nhau. Không phải trên dưới mà ngang. Đẹp lắm đúng không? Đó. Lúc đó là còn xuyến sẵn rồi. Cũng có sao xuyến nhẹ. Còn Quỳnh thì sao con? Khi mà con biết, lúc đó con biết anh này là tức là con đã biết anh Tuấn chưa? Rồi con biết rồi. Con biết rồi đúng không? Thì con có idol ảnh không? Tức là con có thích ảnh không? Có không Quỳnh? Trong cái vai diễn của ảnh con có thích chưa? Thực ra là lại còn như thế này, có một chuyện mà rất là buồn cười. Tại vì là lúc đó thì vợ con bảo với con là em hâm mộ anh lắm, em thích anh lắm, rồi em thích các vai diễn của anh lắm. Nhưng mà về sau con biết là không phải. Là sao? Bởi vì chả xem phim nào của con đóng, là chỉ biết con là diễn viên thôi. Là thắm ai thôi đúng không? Em có xem một phim của anh đó. Có xem phim. Nhưng mà chỉ một vài phân đoạn thôi. Con xem cả một đoạn ngoài án đúng không? Nghĩa là người ta có mà, người ta có xem. Nhưng mà lúc mà nói chuyện thì thấy là ôi anh hâm mộ anh lắm. Em gọi là thần tượng anh lắm. Big fan. Đúng rồi, big fan của phim nào của anh em cũng xem. Hóa ra xem một vài phân đoạn của một phim. Đó là cái cách của bé thôi. Cái công việc của bé nó vào nó gặp anh nó nói vậy để cho đỡ có phải bị áp lực nè, đúng không? Không, nhưng mà con thì sao, lúc mà con make up cho anh á, rồi lúc đó con cái cảm xúc con sao? Vậy thì con cũng run đấy ạ. Có nghĩa là kiểu lần đầu tiên mà được make cho người nổi tiếng ấy ạ. Cũng run, cũng kiểu là sợ là make không đẹp rồi là sẽ bị chê, nhưng mà sau đấy thì con thấy ưng. Không, nhưng mà nè, lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời, với một lần coi được anh ấy trên phim, và đồng thời ảnh cũng là ít nhiều gì là em cũng biết ảnh là một diễn viên nổi tiếng đúng không? Và gặp ở ngoài đời thì lần đầu tiên chạm mặt đó, thấy như thế nào? Ý chú Thuận nói là con có thích ảnh liền đó không? Con cũng hơi thích thôi ạ. Hơi thích thôi đó. Vâng. Giống như anh Tuấn gặp con là anh Tuấn hơi thích rồi đó. Nhưng mà cả hai đứa gặp nhau đều hơi thích thích. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Vâng, sau đó thì là em chủ động. Là cách đó là bao lâu? Sau đó chứ, sau đó bao lâu? Sau đó chắc là khoảng 1-2 ngày rồi. Là đó, chủ động liên lạc liền. Rồi đi xem phim. Nhưng mà nói chung là khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Đi trên đường thì ngồi cách xa. Tại lúc đấy con đi con chở xe máy hả? Con chở xe máy, ngồi cách xa một đoạn. Rồi vào dạp phim thì cũng chỉ xem phim thôi. Nhưng mà cái ngày đó cô ấy trưng diện có đẹp không? Hôm đấy thì style đồ của vợ con là như thế nào? Thì cũng kiểu hơi trẻ con. Thực ra là sau đấy về thì cũng thấy là sao bạn này bạn ấy trẻ con ấy. Nó cũng bớt thích đi một chút. Cô ấy, ôi người ta mới 21 tuổi mà. Rồi lúc đó là mới 20 đúng không? Đâu, lúc đó là cách đây mấy năm rồi. 20. Vừa chuẩn bị bước qua 20. Lúc đấy là nếu mà chính xác là còn là mới 19 á. 19 mấy? Gần bước qua 20. Ủa thế lúc đó là con chưa có bồ luôn ấy. Vâng. Thì lúc đó là con chưa có bồ luôn. Chưa có bồ luôn. Thế là gặp bạn này luôn. Dạ. Bạn này mối tình đầu luôn không? À không, tức là cái khoảng thời gian mà đến với cả bạn ấy thì là Quyên đang tự do. Đúng rồi, đang tự do. Là lúc đó mình đang quay phim đó hả con hay sao? Là con quay xong rồi. Đã quay xong cái gạo nếp rồi. Dạ vâng. Ủa nhưng mà Tuấn, ngày hôm đó cô mặc đồ sao mà Tuấn lại không đấy là còn bớt cái hứng thú. Mùa đông ạ. Em nhớ là hồi đó là tháng 11. 12.
cuối tháng 11, gần đầu tháng 12. Đông rồi, đông rồi. Vâng, thì nói chung ăn mặc rất là kín đáo và make up thì cũng không mất luôn ý. Gần như còn không make up luôn rồi. Thì đi, tức là đi chơi rất là kiểu bạn ấy cũng thoải mái tự nhiên, tức là được một cái là em cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là không quá là trưng diện khi mà mỗi lần gặp nhau thì rất là đời thường, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái bữa đó là Tuấn đến đón cổ hay là dạ, hẹn nhau? Lúc đó em đến đón. Có gặp phụ huynh không? Dạ không ạ. Tại vì là lúc đó là vợ em thì quê ở tận Lai Châu lận, tức là rất là xa. Ở trên này ở nhà thuê đúng không? Dạ vâng đúng ạ, bạn ấy ở nhà trọ. Thì vợ em đấy, thì đi xem phim rồi về thì cũng đi ăn. Sau khi đi xem phim về đi ăn rồi lại trở về, rất là nói chung là rất là cuộc hẹn rất là trong sáng. Tức là nghiêm túc và trong rất sáng, nghiêm túc, kín trong cổng sáng. Cao tường. Dạ. Tháng 11, gần tháng 12 rồi. Mà hở hang nào được, tại vì viêm họng có chết. Thổi nữa. Đấy. Rồi sao? Rồi sau đó có khi nào là đi quay phim mà gặp vợ không? Hoặc là ở gần cái khu nhà vợ ở không? Tức là sau cái ngày mà sau ngày đầu tiên đi chơi đấy. Đi chơi thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần. Rồi đến một ngày thì em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Thì mình cũng rất là lúc ấy cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là em ơi, hôm nay anh mệt quá. Anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Mà thực sự thì lúc đấy là còn rất là cũng chỉ nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng. Là trong không, sáng rất là trong sáng ạ. Và thế là khi mà vợ em ra đón rồi lúc đấy thì lại mặc một bộ đồ bó sát. Lúc đấy là mình cũng đã gợn gợn là ôi sao trong đầu mặc, mình vợ em mình có mặc áo khoác mà không áo khoác, nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong, tức là đồ ngủ đấy, nhìn thấy hết các đồ trong đấy. Thì thấy sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này, sao lại mẩy nhở, sao mẩy mẩy tiếng Bắc á, mẩy là nó hấp dẫn á, mẩy nhìn nó là hấp dẫn. Và rồi em lên nhà nằm nghỉ, sau đó thì cũng rồi sao mọi thứ cũng bắt đầu mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần. Rồi ôm nhau xong rồi có chuyện đấy. Ôi ông phim ông mệt quá rồi đấy mà ông xin về nghỉ. Ông về ông còn mệt. Ông có nghỉ ngơi gì đâu. Cuối cùng lại thành là mệt hơn. Nhưng mà Quỳnh ơi, dạ. Cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn của anh ấy nói là lên nhà mình nghỉ ngơi đó, trong đầu Quỳnh có suy nghĩ gì không? Lúc đấy thì con không nghĩ gì cả, con cũng rất là trong sáng thôi, có nghĩa là anh ấy bảo là anh ấy quay phim gần nhà thì lúc đấy là lúc 5 giờ, hơn 5 giờ chiều. Thì là đấy, lúc đấy anh ấy bảo là cho anh về nghỉ một tí, nhờ một tí được không, tí anh lại phải đi quay tiếp. Thế là con cũng đồng ý, con cũng hồn nhiên. Thương người đúng không? Thương người. Như vậy là hôm đó sau hôm đó là hai đứa chính thức yêu nhau đó đúng không? Sau đó là chính thức yêu nhau. Chiều hôm đó là ở luôn, sáng hôm sau. À không, còn, sau đấy là em có phải đi tiếp, đi làm tiếp thật. Nó phải đi quay chứ. Sau đấy lại đi quay tiếp. Chà, đêm đó chắc Quỳnh khó ngủ lắm luôn Quỳnh. Nhớ Nhung ảnh đúng không? Không. Rồi hôm đó nó quay qua đêm không hay là quay đến mấy giờ? Con quay đến muộn, đến 11 rưỡi 12 giờ. Mà tại sao không? Sao con không quay về phòng trọ? Mà lại quay về nhà mình. Mệt quá rồi. Thôi ta về nhà ta thôi. Vừa mệt lắm rồi. Mệt và thứ hai nữa là ở Hà Nội thì gần như là con không đi đêm. Từ rất là lâu rồi, từ khi tức là nói chung là không phải là mình sợ bố mẹ hay như đó mà con cảm giác như là sau khi mà mình không về thì bố mẹ rất là lo và mẹ con thì lại có nhiều bệnh. Và khi mà con ở trong Sài Gòn thì cũng có một cái biến cố rất là lớn mà con phải chuyển hết công tác từ trong Sài Gòn để ra Hà Nội là vì là mẹ con bị bệnh. Và mẹ con bị u nang màng não. Từ trước đấy mẹ con đã mổ u ngực 2 lần rồi. U ngực là u lành, sau u ác. Và tức là từ mẹ con lại bị bệnh suy nghĩ nhiều nữa. Chính vì thế mà cái chuyện mà đi chơi thứ con là luôn luôn là về trước 12 giờ. Đúng rồi, có giới hạn. Rồi là đến khi mà cái chuyện mà mẹ con bị u nang màng não nữa thì con quyết định là quyết định ở nhà luôn. Mình phải chuyển công tác, chuyển qua. Không thể nào mà làm việc xa nhà nữa. Tất cả là vì lo cho mẹ. Dạ, đúng rồi. Và cũng là muốn là một cái sự sẻ chia động viên với mẹ. Dạ, đúng không? Rồi sau đó có đi quay, mỗi lần đi quay có dẫn Quỳnh đi theo không? Dạ. Có công khai Quỳnh với tất cả mọi người không? Thực ra thì sau đó thì em cũng bảo với cả vợ là thôi bây giờ anh cũng đi làm rất nhiều, thế là em cũng một tuần thì khoảng 3-4 lần cũng đưa Quỳnh sang nhà em ở luôn. Và em cũng nói chuyện với cả bố mẹ luôn là đây là bây giờ con đang yêu bạn này và con
cũng muốn là đưa bạn đi nhà ở. Thì vợ em thì vẫn muốn là ở cả hai bên chứ không chuyển hẳn qua được, vì đôi khi là kiểu còn gia đình nữa, cũng không thể nào mà nói với bố mẹ là con sang nhà anh diễn viên ở. Mà bố mẹ thì chưa được gặp. Thì cho nên là bố mẹ cũng sẽ rất là lo, cho nên là hai đứa cũng vẫn duy trì là lúc thì ở nhà con, lúc thì lúc ở nhà trọ. Nhà trọ. Thế là mẹ vui không? Lúc mà mẹ gặp con đưa quần về mẹ vui đúng không? Xinh xắn quá cơ. Thế mà không, nhưng mà thực ra là Tuấn nó rất là nghiêm túc á, trong cái việc mà đi làm cũng giống như là trong các mối quan hệ trong anh chị em trong đoàn. Tại vì suốt 2 năm ròng rã với tụi nó mà. Ở trên đứa nào như nào là cô biết hết. Đấy. Thế thì coi như là về thì mẹ cũng vui. Thế rồi bao lâu thì tụi con quyết định là công khai làm đám cưới? Sau 1 năm ạ. 1 năm con và vợ yêu nhau thì nói chung là cũng có nhiều biến cố lắm ạ. Vì biến cố là chung là lúc đấy thì tính của vợ con cũng có trẻ con và bản thân con cũng thế. Trong tình yêu thì đôi khi mình cũng không chín chắn nhiều cái, cho nên cũng đôi khi là cũng cãi vã nhiều. Rồi là vào một ngày đẹp trời vợ con bỏ về nhà trọ. Là nhẫn nhau, nhẫn nhau đúng không? Dạ. Sao thì vậy? Sao vậy? Cho Quỳnh nó nói coi. Quỳnh, tại sao vậy con? Lỗi to lắm cô ạ. Sao? Nghĩa là trước cái khoảng thời gian mà anh ấy quen con ấy, cũng có quen một bạn. Thì nhưng mà cũng gọi là tìm hiểu nhau thôi. Thì đến cái lúc mà bọn con cãi nhau ấy, thì con bắt được là anh ấy thả tim cái video TikTok của cái bạn đấy. Và trong khi đã yêu nhau được 1 năm. Thì là xong rồi con nghĩ kiểu con lúc ấy rất là tức, kiểu nghĩ trong đầu là kiểu tại sao yêu mình mà vẫn còn nhớ đến người cũ. Xong rồi là bọn con cãi nhau to và con bỏ đi 3 ngày luôn. Vâng, lần đấy là căng thật. Ở trong 3 ngày đó là Tuấn có đi tìm bạn gái không? Là cũng hay là im luôn, cũng có đến... tức là 2 ngày đầu tiên thì im, đến ngày thứ 3 cũng cố nhắn nhưng mà nghe chừng là căng thẳng quá. Thì vợ em mới bảo là hôm nay về lấy đồ nốt đi. Thì lúc đấy là có nghĩa là dọn nhà đi luôn á. Đúng rồi. Tức là quyết định là chia tay á. Thì cuối cùng cái quyết định mà về lấy đồ đấy lại thành ra là có em bé. Thường là như vậy mà. Thường là như vậy mà cãi nhau rồi giằng co rồi thế này thế nọ thế kia thì ông lọ bà trai các kiểu. Mà trước đó thì bọn em cũng đã có ý nghĩ là mình thả để là làm sao có em bé, thì hai đứa cũng muốn là gắn kết lâu dài. Thì cũng thả một thời gian cũng đâu đó khoảng tầm. Ủa, nghĩa là đi về rồi là phát hiện là có em bé hay sao? Không. Tức là chú không hiểu à? Anh phải nói như vậy để cho khán giả còn phải hiểu. Tức là trước khi cãi nhau, thả rồi và đấy thì lại không được, rồi là dẫn đến cãi nhau các thứ, là lúc đấy nhiều thứ nó vấn đề quá và vợ em thì áp lực và muốn là không quen nhau nữa. Thì sau khi bỏ đi 3 ngày thì về lại cuối cùng lại là có tin vui ạ. Nó dồn nén nhau cả 3 ngày nó không hoạt động gì. Thế thì đứa nào cũng sẵn sàng hết. Thế là không, nó cãi nhau đến cao điểm xong nó phải làm hòa. Không, nhưng mà bây giờ không thế nào. Dạ bây giờ chị vừa nói làm hòa đó thì em muốn hỏi nè. Bây giờ chắc chắn là bạn ấy phải chủ động làm hòa rồi, đúng không? Chứ Quỳnh nó quay về nó lấy đồ thì không thể nào mà nó đồng ý liền. Thì đúng rồi. Là bạn này phải có một cái thành ý. Và cái thành ý làm hòa của anh ấy là như thế nào? Quên. Anh tự kể đi. Lúc đấy là em còn quỳ xuống. Quỳ xuống em xin lỗi. Đâu em nói sao đâu. Lúc đấy là em thực sự là em bảo lúc đấy em còn nhớ là em chỉ là em nhớ mang máng á. Anh xin lỗi bởi vì anh biết là mình đã sai và cái việc mà xảy ra thực sự thì rõ ràng thực sự thì anh không có ý gì cả, nhưng mà rõ ràng là anh đã sai rồi. Và anh mong là em bỏ qua cho anh bởi vì thực sự thì chúng mình đã muốn đến với nhau, tức là không chỉ gắn kết ở cái tình cảm đôi lứa mà chúng mình còn muốn tiến tới hôn nhân. Thì em cho anh đây là lần cuối cùng xin lỗi và thà thiết chân thành quá, sau đó đóng cửa luôn. Khổ thân thằng Tuấn, tức là hôm ấy là nó bấm like thôi nhưng mà cái tay nó to quá nên nó đè sang cái chỗ cái tim chứ không có phải chủ đích là bấm tim. Hay thả tim lắm cô ạ. Bây giờ là cái tài khoản nó chắc là bị xóa luôn rồi đúng không? Chắc bị chặn luôn. Chặn rất nhiều rồi. Chặn luôn quá đi. Vậy khi là lúc mà có em bé xong là bắt đầu kết hôn luôn, đúng không? Dạ vâng. Tức là đây chắc là cũng là một cái lỗi mà con với cả vợ con, là từ lúc mà yêu cho đến lúc kết hôn là con chưa tỏ tình. Không có một cái lời nói nào là em làm người yêu của anh nhé. Và chỉ có là yêu sau đó thì cầu hôn luôn. Bỏ qua cái câu là em làm người yêu anh nhé và là em làm vợ anh nhé luôn. Thì vợ con
đôi khi cũng nhắc mà em chả hiểu anh kiểu gì mà sao hơn một năm yêu rồi đến khi cưới anh chả nói một câu là không nói một câu nào là em làm người yêu anh nhé cả. Đùng cái là em làm vợ anh nhé luôn. Và cái ngày mà con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đùng một cái biết tin là có em bé, và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày rạm ngõ luôn. Tức mọi thứ nó đốt rất là nhiều, đốt rất nhiều giai đoạn. Lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn. Đến bởi vì là chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện, kiểu cũng yêu nhau cũng lâu rồi. Thì là xong rồi bố anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ giục là thử đi. Đến cái lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật. Là có thật luôn. Vâng. Lúc đó mấy tháng rồi? Dạ bây giờ em lúc bốc thử hai vạch á. À lúc đấy là... mới á. Mới có 4 tuần. Không, nhưng mà cả hai gia đình đều vui mà, đúng không? Dạ vâng. Vui. Là cưới liền. Đấy. Dạ vâng, cưới liền luôn, là nắm hỏi rồi sau đó là cưới liền luôn. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều không? Dạ, từ khi mà em cưới vợ này đến khi mà thực ra thì lúc cưới là vợ em đã có bầu rồi. Thì em quyết định là không đi phim nữa luôn. Ở nhà tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ, và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi. Và quyết định chăm hai mẹ con luôn. Dạ vâng, gác hẳn một bên, không làm phim mà chỉ ở nhà chăm vợ con. Thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Đúng đó, thì thực sự đấy, lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Thì cũng rất là khó khăn. Con cũng không nghĩ là từ cái việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này. Rồi là phim thì rõ ràng mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Rồi quảng cáo thì khi mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ lại ít đi. Và nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. Thì cũng may mắn một cái là khi mà vợ con bầu này thì vợ con lại có rất là nhiều quảng cáo. Rồi đến khi trước khi chuẩn bị có em bé rồi lại cũng có nhiều quảng cáo, rồi cũng có một cái hợp đồng với cả bệnh viện các thứ nữa, thì cũng trộm vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó con lại nổi tiếng hơn. Nổi tiếng hơn. Tức là con những cái hợp đồng quảng cáo đó là con làm cho người ta đúng không? Con make up cho người ta. À, không hay là con làm KOL luôn, là quảng cáo sản phẩm rồi đó. Đấy á. Đi chị gì ta nghe không? Tự nhiên đụng một ông diễn viên, coi như là tiếng nó lại mà không bằng một cô vợ mà make up. Gần như là một năm không có một cái quảng cáo nào. Mà hầu như là tất cả quảng cáo là từ dùng vào vợ hết. Hay quá. Và sao rồi vậy lại em rồi có cái mày. Vậy là em bé là cỡ chừng khoảng đâu 5-6 tháng là bắt đầu vô hợp đồng có em bé nữa đó. Tả giấy, tả viết rồi em bé con á. Bây giờ là em bé được 3 tháng rồi. Đấy, 3 tháng nữa rồi nhá, hợp đồng tả giấy này, sữa bột này. Tới là cả nhà luôn nữa. Đúng rồi. Cả nhà nữa nhá. Rồi bây giờ là đã nhận phim đại chưa? Chắc là đến sang năm ạ. Con như cho cháu đầy năm đi. Dạ vâng. Đấy, cho con được đầy năm đi. Nếu nhiều khi có thêm đứa nữa thì sao? Nó vẫn thích có một đứa con gái. Con gái á, em rất thích có một đứa. Nó vẫn thích có một đứa con gái. Nếu bây giờ đó, bây giờ thì anh hỏi nè, nếu là có đứa nữa thì sao? Thì tiếp tục nghĩ nữa à? Chắc không, lúc đấy thì em nghĩ là mình bắt buộc phải đi làm kinh tế rồi. Sắp xếp đúng không? Vâng, bởi vì là mình khi mà mình ở nhà chăm con rồi thì thực sự là kinh tế đi xuống nhiều lắm. Và mình cũng có lúc đã có kinh nghiệm chăm con rồi. Khi mà em chưa chăm con thì em cứ nghĩ là thôi mình cứ đi làm đi. Có kinh tế rồi là thuê giúp việc, rồi là chắc là bà nội bà ngoại sẽ giúp được. Nhưng mà đến khi thực sự thì khi mà vợ bầu thì mọi suy nghĩ nó cứ dần dần nó vụt tắt, nó cứ mất đi dần, bởi vì là mình muốn thực sự là tay mình chăm. Rồi khi em bé ra đời thì mình thực sự là đến khi mà vợ con mà đôi khi là thay nó lóng ngóng, em con còn cảm thấy nhiều nhìn nó ngứa mắt thôi, vợ luôn ra để anh làm. Ở nhà bây giờ là con là người thay bỉm nhanh nhất. Con là người riêng mình con là ru em bé ngủ được. Ở nhà đôi khi là bà ngoại không ru được. Giúp việc, cô giúp việc cũng mới, cũng không ru được, nhưng mà con lại ru em bé ngủ được. Đấy, đây nè. Nó cứ gắn kết thế đấy em ạ. Đấy. Hai đứa là cũng vậy đó. Đấy. Cũng một tay. Nhưng mà là anh là vừa đi làm vừa ở nhà chăm. Đấy. Đấy. Bây giờ em chắc là sang năm cũng phải như vậy. Nhưng mà cô nghĩ là cứ ông bà mình nói đúng, trời xanh voi xanh cỏ. Nói chung là cứ như thế nào thì mình cứ thuận theo, mình không có ngược lại thôi. Biết đâu được, chả biết đâu. Nhiều khi ví dụ như là đang tính như này nhưng mà rồi một cái hợp đồng lớn nó đến với con chẳng hạn thì thôi mình cũng phải đúng không? Mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ đúng không con? Chứ để mà mình từ chối hết cái thứ thì đôi khi cũng lại thành ra là mình may mắn thì cũng không phải là đến nhiều. Tuy nhiên mình từ bỏ may mắn. Đúng rồi, cái cơ hội nó tới là mình cứ thế, mình phải nắm cơ hội thôi. Ôi, chúc mừng hai vợ chồng nha. Đấy. À, tuyệt vời. À, các bạn sở dĩ mà có được một cái kết quả đúng hơn là một thành quả. Như ngày hôm nay phải nói rằng là do mình lựa chọn hết.
Đúng đó rồi. Hạnh phúc là lựa chọn. Thế thôi. Nha. Thôi bây giờ rồi, tới cái phần, đấy, cái phần kia. Lại cái phần kia con ạ, chương 2. Chương 2. Em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc hy sinh thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Thì em cứ để cái Quỳnh nó nói. Hả Quỳnh à? Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Con nói đi con. Có nhiều lắm ạ. Rất ngắn gọn, nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn, lôi thôi. Nghĩa là cái từ cái lúc mà yêu con ấy, lúc đầu là có nghĩa là đi làm về là có khi là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bây giờ là có giúp việc rồi thì là vẫn vứt ở đấy nhưng mà gọi là ít hơn ngày xưa, gọn gàng hơn ngày xưa. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8 trên 10 ông chồng rồi con ơi. Thì khó ông nào mà không bừa bộn lắm cơ. Rồi còn cái gì nữa? Tiếp theo là... Có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Từ lúc con bầu là hầu như là cũng ở nhà. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu mỗi thì, lần đi nhậu thì cũng về là cãi nhau ạ. Mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Nghĩa là nhậu xong thì là có lèm bèm hay là có không, em hay là ngủ? Không lèm bèm mà về nhà ngủ luôn. Và nhiều lúc có những cái hôm mà con chăm em bé bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy. Thì con rất là bực mình bởi vì là về thì đấy chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về và đến 10 rưỡi 11 giờ vẫn anh đang về đây. Sau này cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn ạ. Là vừa nghe chồng ngáy và vừa phải bế con, vừa nghe con khóc bế quanh nhà ấy, lúc này con rất là bực mình. Mà chồng đi nhậu là đi nhậu với bạn bè hay là đi nhậu ăn với sinh nhật ạ? Ăn sinh nhật bạn bè. Bạn bè là đối tác các thứ. Là em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì ở nhà khó ai mà ru được. Mà về xỉn quá rồi sao mà ru được đúng không? Con không nhớ là vì sao mình về được đến nhà. Rồi Tuấn có lãng mạn không? Cũng không ạ. Không lãng mạn. Vâng, đến tận cái lúc mà con đi đẻ ấy, thì là rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Là vậy anh hả? Tặng. Vâng. Ôi trời, cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ. Lúc yêu thì cũng hơi hơi. Lúc cưới rồi thì cũng đỡ dần. Bất bớt. Bất bớt xong bây giờ bất luôn. Không ạ, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Bây giờ rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm này cũng phải khác ạ. Rồi còn tật gì nữa không? Mình 11 tuổi rồi mà người ta lúc ấy mới đẻ mà mình lại không không chiều chuộng không ấy người ta. Còn tật gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn ạ. Hay ngủ muộn chơi game. Ngủ nướng thì... Thức khuya chăm con hả? Dạ có. Có. Được đó. Cái ấy, ngủ muộn thì bây giờ lại thức đêm chăm con luôn ạ. Thế là ngày xưa thì con hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ thì có con thì lại buổi đêm thì du con ngủ xong lại cũng chơi game. Coi như cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game, còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? Là kiểu anh ngủ sớm đi, ngủ sớm này. Thế ngủ sớm thì ai trông con cho con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có ru được con chưa? Thực ra thì bé nhà con thì cứ từ kiểu bây giờ nó chưa vào giấc ạ. Từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ một vài cái sáng luôn ạ. Đấy. Thế thì con cho giờ luôn đi, em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi. Bớt bừa bộn đi ha. Ngủ sớm nè, bớt lôi thôi bừa bộn. Có bớt nhậu không? Nhậu thì thực ra ít thôi. Lúc chồng con cũng hạn chế. Rồi bây giờ tới lãng mạn hơn một chút con tự. Đúng rồi. Rồi. Lãng mạn chút nữa đi, chút nữa. Rồi. Rồi bây giờ tới Tuấn đó. Cô ấy có thật xấu gì không? Có tật xấu là hay ghen lắm. Ghen rất ghen. Và cũng ngủ nhiều. Ngủ nhiều thì thôi thì... Cái vụ ghen đó là sao? Khoan từ từ đi, vụ ghen đó. Có cái lần nào mà ghen dữ dội không? Sau khi cưới về? Nhiều lần ghen dữ dội. Nhưng mà thực ra cũng là vì... Nhưng mà ghen đúng hay là ghen sai? Đúng á. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Ngủ mơ thấy là ghen nhá. Có nhiều bà vợ không đến mức như thế. Con thì chỉ đôi khi là... tức là
rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ạ. Tức là những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất là nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Đôi khi cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì thực sự thì khi mà nhắc đến là rõ ràng là mình sai rồi. Bởi vì cái chuyện mình đã sai thì cứ nhắc đến là mình sai rồi. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những chuyện cũ đi. Mình đang sống vì hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Thì vẫn cứ hay không hiểu cay cú điều gì hay ghen với chuyện cũ. Lỗi sai đúng của anh là anh nhắc anh lặp lại nhiều lần bây giờ mới đỡ. Đấy. Nó vẫn tả tim mà con, nó vẫn tả tim. Nghĩa là cái bỏ luôn rồi, con cái đấy con bỏ luôn rồi. Bây giờ là bỏ hẳn rồi. Còn thực ra trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy. Nghĩa con bảo là anh không, em không thích như thế. Bây giờ kiểu anh với em đều là người yêu rồi mà em không làm như thế và em cũng kiểu không thích là anh người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen anh lướt qua hiểu anh đấy là thói quen của anh, nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ vào cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây, thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Lướt qua đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Nhưng mà thôi hạn chế đi, thôi bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ em bỏ qua tất cả pass điện thoại gì giao cho bả luôn đi. Tức là bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân, từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Ôi, pass điện thoại, tức là lúc bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa ra cầm. Tức là như vậy là tôi hay vợ chồng em ok rồi. Vợ chồng em mà không có gần như là không có cái thực ra, cái gì giấu. Thực ra bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không để cô sẽ làm chứng cho con này. Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Còn những cái chuyện mình đang sống về hiện tại và tương lai rồi thì những cái chuyện cũ đấy nó đâu. Chuyện cũ là đó, bỏ qua đi. Đó. Thế nhá. Cô là cô không biết nó đóng những phim khác như nào cô không biết nhá. Nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè. Là cái thì cô thấy là như Tuấn á, là cái người mà rất là đúng giờ đúng giấc, làm việc rất là nghiêm túc trong cái trong cái vai diễn của mình. Thứ hai là cô thấy là bạn này là không có khéo ăn khéo nói, không có thả thính đâu, tức là không có đĩ mồm đâu. Đấy, thế mà tức là hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Thì thành ra là cô hồi đó thì cô cứ nghĩ là Tuấn là nó đã có người yêu rồi cho nên rất là nghiêm túc. Hồi đó cô thì cô không có hỏi, cô không có hỏi chuyện đó, nhưng mà cô thấy là cô nói à chắc nó có người yêu ngoài Hà Nội rồi, thành ra nó nghiêm túc lắm. Đó thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là con đừng thèm ghen nữa, chỗ con xinh như thế, con vừa xinh này vừa trẻ này vừa giỏi này, nổi tiếng mắc mớ gì con phải ghen. Bây giờ con đỡ rồi cô ạ. Đúng không con, mắc mớ gì con phải để người ta ghen với con chứ, việc gì con phải đi ghen với người ta. Ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu mà không công khai, cũng không công khai trên mạng ạ. Thì là chỉ có gia đình bạn bè của con lúc biết. Lúc mà yêu thì con cũng có nói cả đấy. Vợ con là thực sự thì mình là nghệ sĩ, đôi khi mình công khai lên mạng khi mà kiểu chưa mình trước, tức là khi mà cưới thì không nói, khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả hai. Bản thân anh kiểu anh không muốn là bản thân con không muốn vợ con bị những cái người mà những người mà fan họ quá, nhưng mà đó là trước đây. Dạ vâng. Không, bây giờ thì thoải mái rồi. Thoải mái rồi. Trời. Đấy, cho nên con đừng có dại gì mà con ghen hết. Đó cô nói thiệt đó. Tại vì con phải để người ta ghen với con. Hiểu không? Vâng, đấy là ngày xưa quá. Không, bây giờ cái chuyện ghen không á là sau này đi. Còn bây giờ nè đó, thật sự là nãy là Tuấn cũng công nhận luôn là mình cũng không có quá lãng mạn và cũng không có tỏ tình nữa cơ. Không tỏ tình nè, tỏ tình là không có tỏ tình với cô ấy, đúng không? Và Quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn đó. Thì bữa nay trong chương trình Vợ Chồng Son trên sân khấu này đó, anh muốn Tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Đúng rồi. Đấy, cho tất cả những cái fan nữ của con thấy là đấy. Đấy. Vợ tôi đây. Đứng lên luôn đi. Đấy. Đây là vợ tôi đây, cái Quỳnh đây. Vợ. Con đứng lên để cho thấy phọt con. Mình đẹp mà. Trong thời gian mà mình yêu nhau này, với nhau này, thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm. Hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi, nhưng mà anh rất là cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá, đó là xoài. Thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau và vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa. Anh cảm ơn vợ rất nhiều.
Ok. Ôi, quá tuyệt vời rồi. Năm con mèo không chừng có tin vui nữa. Một bà mèo nhí. Đó, một bé mèo gái ha. Trong năm Quý Mão này. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu hạnh phúc.